Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán nhà đất Tây Ninh. Thì hôm nay em Hậu đang có mặt ở đây á là khu phố Ninh Phú, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh nha quý chị. Và phía sau em Hậu đây á là khu du lịch núi Bà, một cái bất động sản của chúng ta. View á là lưng là tựa núi, mặt đường nhựa. Đó. Ở đây là phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Và em Hậu có một cái bất động sản rất là đẹp cho quý cô chú anh chị mình đây ạ. Ở bên đây á, em Hậu sẽ có một cái mương đó, đổ dài cặp bên hông đất của chúng ta. Và từ cái chiều sâu này á, là từ mặt tiền đường nhựa này chúng ta dài vô tới ngay chỗ cái miếng hàng rào ở sau đó quý chị. Đó, 31 mét chiều sâu. Và chúng ta sẽ có một cái bất động sản có chiều ngang tới 96 mét cho một cái bất động sản tại mặt tiền đường nhựa, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Nếu quý cô chú anh chị nào ai mà đang muốn tìm một cái bất động sản mà mặt tiền đường nhựa nè, view núi cực đẹp đó, ở đây á bà con mình đi cái hướng này là mình đi ra cái đường bời lời phía ngoài, từ đây mà mình đi ra ngoài cái đường bời lời ở ngoài á để dẫn bà con mình đi về khu du lịch núi Bà cũng như là về thành phố Tây Ninh á, 150 mét thôi bà con, rất là gần đấy, 200 mét chứ, đây khoảng 200 mét. Và đối diện đây á chúng ta sẽ có một cái quán ăn mà cũng rất là nổi tiếng. Đó, bà con nào mà ai mà ăn cái món gì gỏi gà măng cục đó, thì ở đây đối diện cái bất động sản của chúng ta luôn, Thơ Mộng. Đó. Ở đây bên đây là cái quán rồi bà con. Đó, quán Thơ Mộng nha. Đây một cái món đặc sản gà thả vườn. Này. Còn bên đây một cái bất động sản ngang 96 m, dài 31 m, mặt tiền đường nhựa. Khu vực này dân cư đông đó, bà con mình đây đi nhìn vô thẳng cái hướng trong đây là thấy sẽ thấy nhà dân rồi trong đây ở rất là nhiều nè, nó nhà tường không luôn bà con, hệ thống điện rồi là có đầy đủ cho bà con mình rồi. Đấy. Phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, một cái bất động sản ngang tới 96 m, đường thì đường nhựa nè, dân cư rất là đông ở đây đó, nhà vô đây nhà dân cũng rất là nhiều, view là view núi luôn. Bà con nào mà quan tâm mà đến một cái bất động sản mà vừa làm là phường được, làm mà các những cái nhà ngói, nhà mát, làm khu nghỉ dưỡng, liên hệ 0839 666 736 để em Hậu có thể hỗ trợ bà con mình đi xem bất động sản nha. Đấy. Thì mình quay nhà thì nhiều chứ quay đất thì nó cũng không có cái gì để quay cho bà con nhiều. Đó. Chỉ có là quay cho bà con coi cái cảnh quan đường xá ở đây. Vì từ ngay vị trí này mình đi về ngay chỗ khu du lịch núi Bà, ngay cổng núi Bà, bà con mình đi có mấy cây số nè, về ngay Vincom á là bà con mình đi khoảng 5 cây số, về chùa Tòa Thánh á thì cũng khoảng 5 cây, đó vô núi Bà thì cũng khoảng 5 cây. Ngay vị trí này một cái hướng mà đi đường nào cũng thuận tiện. Thì những bà con nào mà yêu thích cảnh quan thiên nhiên, view núi mà thích đường lớn, cái này mình 140 triệu một mét ngang thôi bà con, 140 triệu một mét ngang, đất đường nhựa view núi, ngang 96 mét, dài 31 mét, chỉ có 140 triệu một mét thôi. Tìm đâu ra mà đất thành phố Tây Ninh, mặt tiền nhựa, phường Ninh Sơn, 140 triệu một mét, bà con thấy hấp dẫn không? Ai thích có thể liên hệ 0839 666 736 để em Hậu dẫn bà con mình đi xem ha. Đấy. 140 triệu một mét là giá của cái bất động sản này. Mặt tiền đường nhựa, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh. Từ đây bà con mình đi về thành phố Hồ Chí Minh là 90 cây số. Đức Hòa Long An á, bà con mình đi là 85 cây, 75 cây. Thủ Dầu Một Bình Dương là 90 cây. View núi có một cái mương nước ở đây. Đó, mình có thể là lập vườn mình lấy nước rồi ra vô được luôn nha bà con. Đó. Hấp dẫn không bà con? Ai thích liên hệ em ha. Và bà con mình có thể đăng ký kênh để không bỏ lỡ các sản phẩm của kênh mua bán nhà đất Tây Ninh. Kênh mua bán nhà đất Tây Ninh thì chuyên mua bán, ký gửi, nhận quay video bất động sản tại thị trường tỉnh Tây Ninh hoàn toàn miễn phí. Quý cô chú anh chị nào đang có nhu cầu có thể liên hệ em 0839 666 736 để em Hậu có thể hỗ trợ bà con mình. Và bây giờ á, mời bà con mình xem cái sổ đất. Ở đây mình có hai sổ. Bà con mình có thể xem để cho dễ hình dung hơn. Đầu tiên á thì bà con mình có thể thấy nè,
Ở đây mình có là một cái thửa đất là thửa 46 và thửa 47. Đó, tờ bản đồ là 39 nha bà con. Thì ở đây bà con mình thấy là cái thửa 46 là cái cạnh này 49 là 17 nè. Còn một thửa bên đây là thửa tờ 39 á là 29,57. Đó, cộng tổng lại là chúng ta có 96 mét vuông mét ngang. Và chiều dài vô bà con mình thấy là 15,6 nè, 7 nè, ở sau là 3,9 nữa, tổng là 31 mét nè. Bên đây có cái mương nước nè bà con. Đất mình là quay về cái hướng là Tây Nam nha. Thì bà con nào ai tìm một cái miếng đất lập vườn, nghỉ dưỡng, kể cả làm rất rất là nhiều việc cho một cái khu 140 triệu một mét ngang mặt tiền đường nhựa nha bà con. Bây giờ mời bà con mình xem cái quy hoạch sử dụng đất. Và một điều nữa là đất này đã phủ hồng rồi nha bà con. Đất này đã phủ hồng. Đó, bà con mình có thể kiểm tra. Và bây giờ mời bà con mình xem cái quy hoạch cũng như là tổng thể ở cái khu vực này. Xin mời bà con. Bà con mình đang xem đây là cái quy hoạch sử dụng đất của cái bất động sản của chúng ta đến năm 2030. Và vị trí này là vị trí bất động sản của chúng ta đã được phủ hồng rồi nè bà con. Hướng này bà con mình có thể đi ra cái đường bời lời ha. Cách cái bất động sản của chúng ta kế bên chỉ có vài trăm mét thôi. Và bên đây bà con mình có thể thấy được khu vực quy hoạch đất DKV có một cái hồ điều hòa đã được quy hoạch xung quanh đây rất là đẹp rồi. Đó, và ngược lại hướng này thì bà con mình sẽ đi về khu vực là chùa Tòa Thánh nha bà con. Chùa cũng như là hướng này thì mình sẽ đi về đó là khu du lịch Núi Bà. Đó, bà con mình thấy cái khu vực này như thế nào à? Đấy. Đường Điện Biên Phủ là nằm sát bên đây luôn. Đó. Với một cái bất động sản mà thuộc trung tâm thành phố Tây Ninh mà bà con mình sẽ có là đầy đủ tiện ích trong vòng bán kính chỉ có là 5 cây số thôi. Đó, hướng ngược lại này thì đi theo đường bời lời là bà con mình đi về đường 30 tháng 4 để về Vincom về trung tâm hành chính của tỉnh nha bà con. Thì để biết thêm thông tin chi tiết thì bà con mình có thể liên hệ đến số điện thoại là 0839666736 để kênh mua bán nhà đất Tây Ninh có thể hỗ trợ bà con mình nha. Với một cái vị trí mặt tiền đường nhựa rộng lớn, ô tô đi thoải mái, khu vực dân cư với hệ thống điện nước đầy đủ và cách trung tâm thành phố Tây Ninh chỉ có 5 km, thì bà con mình đi lại thuận tiện với tiện ích xung quanh cũng rất là nhiều nha. Đấy, trong vòng bán kính 5 km là đầy đủ tiện ích nha bà con. Nhà cửa ở đây rất là nhiều, view thì rất là chill ha. Đấy, bà con nào mà ai mà đang tìm một cái miếng đất mà mặt tiền đường lớn nè, rộng rãi nè, đó chúng ta có thể định cư an cư lạc nghiệp tại thị trường tỉnh Tây Ninh này, hoặc là bà con mình muốn đầu tư lâu dài thì đây sẽ là một cái sản phẩm mà đáng quan tâm cho bà con mình nha. Và phía trước của chúng ta ở đây là đường bời lời nha bà con. Đấy, bà con mình quẹo trái là về khu du lịch Núi Bà. Từ đây mình đi vô tới khu cổng khu du lịch á chỉ có vài cây số thôi. Đó, rất là thuận tiện cho bà con mình. Đây đường này nè bà con. Đó, ngay đây mình có cái cổng chào khu du lịch Núi Bà ở phía trước đây. Đó, bên tay phải chúng ta đi về đường này á là bà con mình sẽ đi về thành phố Tây Ninh nha. Thì tới cái đèn xanh đèn đỏ phía trước này chúng ta sẽ là đường Điện Biên Phủ. Bà con mình quẹo trái á là sẽ đi về chùa Tòa Thánh, còn đi thẳng á là đi về thành phố Tây Ninh, đi về bệnh viện tỉnh, đi về Vincom, đó, trung tâm hành chính của tỉnh là sẽ đi hướng này nha bà con. Còn cái hướng bên đây là đường Điện Biên Phủ nè. Đó, rất là đẹp đúng không bà con? Thì bà con nào quan tâm đến bất động sản này thì có thể liên hệ đến kênh mua bán nhà đất Tây Ninh ha, 0839666736 để em Hậu có thể hỗ trợ bà con mình. Thì cảm ơn bà con đã xem video của kênh mua bán nhà đất Tây Ninh. Thì video của kênh mua bán nhà đất Tây Ninh đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.